huấn luyện viên Kim Sang-sik chia tay trợ lý đắc lực ở đội tuyển Việt Nam. Ông Kim Sang-sik đã nói lời tạm biệt huấn luyện viên An Sang-uk sau khi hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khép lại. Trên Facebook cá nhân, ông An Sang-uk nói lời tạm biệt bóng đá Việt Nam. Khép lại hành trình của tôi tại Việt Nam. Giờ là lúc tôi trở lại Hàn Quốc. Thật vinh dự, tự hào khi trở thành một phần của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Đó là trải nghiệm tuyệt vời khiến tôi không thể nào quên. Từ chuyện chuẩn bị cho đội tuyển, theo dõi các trận đấu tại V-League để tuyển quân, tham gia công tác huấn luyện cho đội bóng dưới sự quan tâm của đông đảo truyền thông và người hâm mộ. Tất cả là những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của tôi. Cảm ơn các cầu thủ Việt Nam bởi đam mê và khát khao của họ. Hy vọng được tái ngộ vào một ngày không xa. Tiếp tục tiến bước với niềm hoài bão. Còn giờ là lúc tôi giải quyết công việc ngồn ngộn tại Hàn Quốc đây. Theo tìm hiểu của bóng đá, ông An Sang-uk không chỉ là huấn luyện viên thể lực đơn thuần ở đội tuyển Việt Nam. Vai trò liên quan đến công tác thể lực ở những chiến binh sao vàng thời gian qua được giao cho ông Cedric Rozier. Trong khi đó, ông An sẽ có trách nhiệm tham gia sâu vào các bài tập chuyên môn, kỹ chiến thuật. Cùng với trợ lý Choi Won-kun, ông An là cánh tay đắc lực của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong thời gian vừa rồi. Đó cũng là lý do mà ông An được huấn luyện viên Kim cử đi theo dõi các trận đấu tại V-League. Ông An Sang-uk An từng theo học chuyên ngành khoa học thể thao tại Đại học Chung An. Ông sau đó sang Anh Quốc, học tại Đại học Cardiff cũng về chuyên ngành này. Tiếp đó, ông Sang-uk An làm huấn luyện viên đội trẻ của Fan Club Seoul, sang Anh huấn luyện cho đội bóng trường Đại học Cardiff trước khi làm công tác đào tạo trẻ ở một số đội bóng tại Hàn Quốc, trong đó có câu lạc bộ The Aeon Bukka Hyundai Motors, câu lạc bộ mà huấn luyện viên Kim Sang-sik từng có thời gian dài gắn bó. Nhận thấy năng lực của ông Sang-uk An nên ông Kim đã thuyết phục vị trợ lý này hợp tác công việc tại đội tuyển Việt Nam trong thời gian ngắn.